Những ai đang sử dụng thiết bị Samsung Galaxy đều có cho mình tấm hình Chihuahua như thế này. Cái chú chó này xuất hiện từ xưa đến giờ các bạn, từ cái thiết bị cũ nhất đến cái thiết bị hiện đại nhất bây giờ. Tấm hình này không thay đổi theo năm tháng. Nó nằm ở phần cài đặt ẩn, kiểm tra phần cứng của Samsung các bạn. Các bạn truy cập vào phần quay số, gõ mã lệnh sao thăng không sao thăng. Tiếp tục tìm đến mục sensor, bấm vào phần image và chú chó Chihuahua của chúng ta sẽ được hiển thị ra ở đây. Trên tay mình là chiếc điện thoại tầm trung của Samsung và mình cũng tìm đến mục image test. Một bức ảnh tương tự cũng được xuất hiện tại đây. Thì mình nghĩ thì nhà sáng lập Samsung có tình cảm đặc biệt với chú chó Chihuahua này.